Thân chào quý thính giả, rất vui được đồng hành cùng quý vị và các bạn trong loạt bài tỉnh nguyện Lời sống hàng ngày của một vụ Our Daily Bread. Ước mong rằng qua những giờ phút ngắn ngủi này, lời Chúa sẽ chạm đến và biến đổi tấm lòng quý vị. Hôm nay ngày 4 tháng 2, chúng ta sẽ cùng nhau suy ngẫm lời Chúa qua một bài học nhỏ có tựa đề Đổi mới nhờ lòng biết ơn, được viết dựa trên phân đoạn Kinh Thánh nền tảng trong Thi Thiên 103 từ câu 1 đến câu 8 và câu 17. Bài học sẽ đem đến cho chúng ta những thông điệp gì? Thân mời quý vị cùng ODB khám phá nhé! Trước tiên, chúng ta sẽ cùng lắng nghe phân đoạn Kinh Thánh Thi Thiên 103 từ câu 1 đến câu 8 và câu 17, bản truyền thống hiệu đính. Hỡi linh hồn ta, hãy chúc tụng Đức Giê-hô-va. Mọi điều gì ở trong ta, hãy ca ngợi danh thánh của Ngài. Hỡi linh hồn ta, hãy chúc tụng Đức Giê-hô-va, chớ quên các ân huệ của Ngài. Chính Ngài tha thứ các tội ác ngươi, chữa lành mọi bệnh tật ngươi, cứu chuộc mạng sống ngươi khỏi chốn hư nát, lấy lòng nhân từ và thương xót mà làm vương miện đội cho ngươi. Ngài làm cho ngươi được mãn nguyện với những điều tốt đẹp, để tuổi thanh xuân của ngươi hồi phục như của chim phụng hoàng. Đức Giê-hô-va thi hành sự công chính và công lý cho mọi người bị áp bức. Ngài bày tỏ cho Môi-se đường lối Ngài và cho Israel biết các công việc Ngài. Đức Giê-hô-va đầy lòng thương xót, hay làm ơn, chậm nóng giận và giàu lòng nhân từ. Nhưng lòng nhân từ của Đức Giê-hô-va hằng còn đời đời cho những người kính sợ Ngài, và đức công chính của Ngài dành cho chắc chít của họ. Câu gốc hôm nay được chép trong Thi Thiên 103 câu 2. Hỡi linh hồn ta, hãy chúc tụng Đức Giê-hô-va, chớ quên các ân huệ của Ngài. Sau khi bị chẩn đoán u não, Christina Costa nhận thấy phần lớn các chủ đề xoay quanh căn bệnh ung thư đều nói về việc đấu tranh. Điều này nhanh chóng khiến cô cảm thấy kiệt sức. Cô không muốn dùng hơn một năm ròng để đấu tranh với chính cơ thể mình. Thay vào đó, điều khiến cô cảm thấy ích lợi nhất là bày tỏ lòng biết ơn mỗi ngày. Biết ơn đội ngũ y bác sĩ chăm sóc cho cô, cũng như cách mà não bộ và cơ thể cô đang cho thấy dấu hiệu chữa lành. Cô kinh nghiệm được rằng, cho dù cuộc chiến có khó khăn đến đâu, thì việc bày tỏ lòng biết ơn sẽ giúp chúng ta chống lại cảm xúc chán nản và rèn tập tâm trí để ngày càng kiên cường hơn. Câu chuyện mạnh mẽ của Costa nhắc nhở tôi rằng, bày tỏ lòng biết ơn không chỉ là nghĩa vụ mà người tin Chúa phải làm. Đúng là Chúa xứng đáng nhận được lòng biết ơn của chúng ta, nhưng lòng biết ơn cũng ích lợi cho chính chúng ta. Khi tấm lòng chúng ta cất lên lời ca ngợi, hỡi linh hồn ta, hãy chúc tụng Đức Giê-hô-va, chớ quên các ân huệ của Ngài, thì chúng ta sẽ được nhắc nhở về vô số cách Chúa hành động. Ngài hứa rằng chúng ta sẽ được tha thứ, chữa lành thân thể và tấm lòng, cho chúng ta được kinh nghiệm lòng nhân từ và thương xót và vô số điều tốt đẹp trong công trình sáng tạo của Ngài. Mặc dù không phải mỗi nỗi đau đều được chữa lành hoàn toàn trong đời này, nhưng tấm lòng chúng ta luôn luôn được tươi mới nhờ sự biết ơn vì tình yêu Chúa ở với chúng ta đời đời. Bạn đã được kinh nghiệm sự chữa lành thông qua lòng biết ơn thế nào? Hôm nay, bạn tạ ơn Chúa về điều gì? Giờ này, chúng ta hãy cùng hướng lòng về Chúa và hiệp ý với nhau trong sự cầu nguyện. Lạy Chúa kính yêu, cảm tạ Chúa vì Ngài luôn cho con lý do để biết ơn và hy vọng. Nhân danh Chúa Giêsu Christ, Amen. Quý thính giả thân mến, ước mong rằng Chúa đã dùng bài tỉnh nguyện hôm nay để đem đến cho quý vị sự khích lệ và nâng đỡ trong bước đường theo Chúa. Nguyện năng quyền của Ngài hành động trên cuộc đời quý vị mỗi ngày, để chúng ta luôn sống cho Chúa trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Hãy cứ giữ kết nối với Chúa suốt ngày nhé! Và cũng đừng quên giữ kết nối với ODB Việt Nam tại kênh Facebook, Instagram và YouTube.
Kính chúc quý thính giả một ngày mới thỏa vui trong sự chăm sóc và dẫn dắt của Chúa. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào ngày mai.